Chim Cảnh Đất Việt xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn những cái mẫu cành treo mình đang sở hữu tại đây. Đầu tiên các bạn đang thấy đây là cái cành cây xích cu gáy, và xây xích các loại chim. Các bạn thấy này, đây là một thân cây gỗ thật nhé, dạng lũa, đấy, rễ lũa. Còn là lá, đây là gắn lá tùng nhé. Đấy, đây là cái bàn để cho sinh ra xích chim này, dáng rất đẹp. Tiếp theo thì mình quay cho các bạn những cái cành treo lồng nhé. Những cành treo này các bạn có thể treo các lồng khác nhau. Các bạn thấy đấy, đây đều là những cành lũa gắn lá tùng rất đẹp. Bạn nào có nhu cầu sở hữu những chiếc cành lũa như thế này để treo lồng chim thì liên hệ với Chim Cảnh Đất Việt nhé. Mình ở 274 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội và có ship hàng toàn quốc. Giá chiếc cành lũa như thế này thì nó rơi vào khoảng 650.000 một cành trở lên. Những cây này là 1.200.000. Các bạn có thể là xem thêm trên Facebook fanpage Chim Cảnh Đất Việt, hoặc đăng ký thành viên kênh Chim Cảnh Đất Việt trên YouTube nhé, để cập nhật nhiều nhất video mình đăng lên. Xin chào các bạn.